Xin chào mọi người, mình là Đức Mỹ, hiện tại đang thi đấu cho đội tuyển Cerberus Esports. Mình đảm nhiệm vai trò support trong giải đấu BNC 2022 lần này. Tất cả ra và để xem một mình Đức Mỹ người ra sao đây. Di chuyển cực kéo đến Đức Mỹ và một tay là liền nguyên xả đội của Diễn Văn Bộ. Tất cả ra nhận tiến trợ người đồng hồ đánh và tư nhiên lựa chọn ứng dụng sẽ là đẩy lên và 3 kiểu cho Đức Mỹ. Chỉ còn lại một thành viên cuối cùng đến chiến thủ của ISO BG mà thôi. Lần lượt là con tôm cũng tiểu hạ một đem về 7 kiểu cho cá nhân anh chàng này, tổng cộng là 14 kiểu dành cho tay. Tại BNC 2022 lần này thì em mong muốn được thể hiện bản thân mình thật là tốt. Một phần là để giúp đội tuyển nước nhà được thành tích tốt, và cũng là một phần để mọi người công nhận bản thân mình hơn. Như nào đây, có những tình huống đụng độ đến từ Miu vào đâu hoàn đây. Có một tình huống xây quá tốt đi từ Đức Mi, và cái gì vậy? Cái gì vậy Đức Mi ơi? Tính tới BNC 2022 lần này thì đây là lần thứ 3 em tham dự giải đấu tại Thái Lan. Em cảm thấy rất là phấn khởi và hưng phấn khi được tham dự một giải đấu tầm cỡ thế này. Tại vì đây là một giải đấu rất là lớn tại năm nay của PUBG. Đến với BNC lần này thì thời gian đang còn khá là gấp rút, cho nên là khi như mà thời gian rảnh thì tụi mình thường tập luyện cùng với nhau rất là nhiều. Với lại và bản thân cũng cố gắng tập luyện hơn, tại vì mình là tuyển thủ chưa được tốt so với các thành viên còn lại trong team, nên là mình rất là cố gắng để hoàn thiện bản thân và giúp đội tuyển đạt thành tích tốt trong giải đấu lần này. Về vấn đề giao tiếp thì không những ở trong game mà ở ngoài thì tụi em còn là những người bạn bè hay đi chơi đi ăn uống cùng nhau, nên là việc giao tiếp cũng khá là ok. Cho nên đến lúc mà tập luyện cùng nhau thì giao tiếp cũng rất là tốt. Đối thủ mà em cảm thấy đáng gờm đối với Việt Nam là đội tuyển Trung Quốc, vì họ sở hữu một dàn thành viên rất là chất lượng như Iceland, Mờ Minh. Họ đều là những tuyển thủ gạo cội và tay to trong làng PUBG. Em nghĩ đó là đội tuyển mà đáng gờm nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ tụi mình trong suốt thời gian vừa qua. Mong mọi người hãy theo dõi và ủng hộ đội tuyển Việt Nam của tụi mình trong suốt quá trình thi đấu sắp tới. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Yo, what's going on?